Điều chẳng ai ngờ tới là một người con đất mẹ Hải Phòng, quê hương kẻ sặt, lại được chọn làm giám mục. Điều mà chẳng ai dám nghĩ là từ một giáo phận với đầy rẫy khó khăn đã dần ổn định và vươn lên chỗ dậy. Cha tổng đại diện Giuse Nguyễn Văn Thông thay lời giáo phận để nói lên bài ca tạ ơn. Bài ca tạ ơn này, theo như cha Giuse, được dệt nên bởi những thành quả mà đức cha gặt hái được trong chặng đường 15 năm giám mục. Thêm 60 linh mục, gia tăng số chủng sinh và tu sĩ, xây cất nhiều công trình tôn giáo, các cộng đoàn đức tin phát triển, các sinh hoạt tông đồ bác ái cũng được đẩy mạnh. Trước những lời chúc mừng ấy, với sự khiêm tốn, đức cha lại nhận mình là người mắc nợ. Nếu thi sĩ cảm thấy mắc nợ khi mùa thu tuyệt vời mà không làm được một bài thơ, thi sĩ mắc nợ một lần vẫy tay cuối phố. Thi sĩ mắc nợ bởi vì đi học ở nhà trường có những lúc chấm câu không đúng chỗ. Thì trong sứ vụ giám mục của tôi, mắc nợ rất nhiều người. Tôi mắc nợ trước hết hàng giáo sĩ của giáo phận, gồm có các linh mục đủ mọi thế hệ khác nhau, trong đó có các đấng là bậc đàn anh cây cao bóng cả. Nhưng các cha trong giáo phận vẫn nhiệt tình, yêu mến, cộng tác và cùng nhau làm nên những điều kỳ diệu trong giáo phận. Tôi mắc nợ các cha bởi vì các cha là những người làm lên tượng đài, xây nên nhà thờ. Các cha là những người có những chương trình mục vụ, nhưng mà công ơn, vinh quang thì tôi lại được hưởng như cha Tổng vừa nhắc tới. Tôi mắc nợ tình yêu mến của các cha, bạn bè đến từ nước Mỹ, đến từ Hàn Quốc, đến từ miền Nam. Tôi mắc nợ họ hàng nội ngoại, tôi mắc nợ những bạn bè từ trước tới nay xa gần, vẫn luôn luôn cộng tác, yêu mến, hiệp thông và cầu nguyện. Tôi mắc nợ cả từ những cụ già và những em bé. Khi đi thăm mục vụ tại các giáo xứ, thấy những cụ già, những em bé dành cho tôi tình cảm trân trọng, quý mến, hồn nhiên, trong sáng và tình cảm xây dựng trên nền tảng đức tin. Chính vì điều đó, trong những ngày này, tôi tạ ơn Chúa và xin cảm ơn tất cả các cha, các tu sĩ, quý vị ân nhân, bạn bè xa gần, quý ông bà và anh chị em, họ hàng nội ngoại, xin nói lên lời cảm ơn ấy bằng một tràng pháo tay giòn giã của cộng đoàn. Vâng, Thánh Phaolô nói anh em đừng mắc nợ ai ngoài mắc nợ tình tương thân tương ái. Chính vì thế, trong suốt cuộc đời của tôi, nguyện dâng lời tạ ơn Chúa, vẫn mắc nợ Ngài, mắc nợ Chúa mỗi nơi, mỗi giây, mỗi phút trong cuộc đời. Mắc nợ Chúa từng bước đi, từng việc làm, từng hơi thở và từng giây phút của cuộc sống. Và cũng mắc nợ các cha, các tu sĩ, quý ông bà và anh chị em. Xin mang mãi món nợ ấy và xin Chúa trả công bồi hậu cho cha tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ, quý ông bà và anh chị em và tất cả mọi người xin trân trọng cảm ơn. Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã
chọn con, xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tay cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con chọn con, xin gửi con đi tới mọi miền để đem cơm cho người nghèo hèn và tặng nước cho người còn khát. Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lạnh con. Chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Đường tỏa lửa ấm cho người lạnh giá, xin gửi con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phận người và sớt chia cho đời niềm vui. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin gửi con vào khắp thôn làng, ôi an trao cho người khổ sầu, gợi lòng tin cho người buồn chán. Xin gửi con vào khắp buôn làng,